Ê em đi đâu vậy? Đi chơi. Đi chơi hả? Tặng cây giống cho chị mình. Trời ơi, đâu đâu cây giống để đâu rồi? Em không quá giờ bên kia. Người ngồi trên này mà cây giống văng xuống đất rồi, để ra đây coi Nhung Hạ cho mình cây giống. Đây nè. Vườn của mình trồng đã một vườn rồi, Nhung Hạ đem quá chừng cây giống xuống cho nè. Su su nè. À, ớt nè. Ớt ngọt nè, thấy không? Quá chừng đã luôn. Đó, cà chua nè, quá chừng luôn. Wow, vườn của mình bây giờ đang phát triển nha các bạn. Đang tưới nước. Xuống nhà chị mà nó ngồi, nó không là nó đợi mời xuống, nó mới xuống à. Cây này cây chi đây em. Ớt chua. Em coi ngọt. Coi cái máy này theo. Chào em cho cà chua nữa. Chua cà chua của chị. Như của em á chứ. Cà chua nè, rồi ớt nè các bạn, ớt nè, ớt này ớt gì em? Ớt chua, ớt mini, ớt gì lum la trên là chị quản lý chị cho. Chị quản lý trời. Với lại Nhung á là định ươm để bán mà cuối cùng á lại không có bán. Bây giờ mang đi tặng tặng mình quá chừng ớt không các bạn. Bữa hôm tặng trồng dãy rồi bây giờ trồng thêm một dãy nữa. Cảm ơn em với chị Jen, cảm ơn nhiều. Dạ. Hai chị em ươm ớt lên tốt, chị sợ các bạn bán hai rẻ su su. Bán rẻ có bao nhiêu rồi, bán có 5 đồng cây mà cái cây đồng. Này là ngoài chợ người ta bán 10 đồng đấy em bự ha. Hai cây su su nữa nè, su su vườn nhà em phải không? Dạ đúng rồi đó, vườn nhà đó. Hai cây ươm từ trái lên mà tốt chưa, mình ươm nhiều lắm các bạn, 10 cây xong mình đưa ra lạnh sớm quá nó đi hết trơn rồi. Tại vì bữa hôm đó em cũng bỏ trong nhà xanh đó. Xong rồi đưa ra trễ. Đó. Chứ nếu mà đưa ra sớm mà chắc cũng nó xong cũng luôn rồi. Tự may hôm năm nay có nhà xanh ông xã ảnh anh biêu cho. Anh biêu cho nên là bây giờ cây nó cũng xong. Cảm ơn anh xã luôn. Cảm ơn anh xã. Cảm ơn ông xã. Anh xã. Trời ơi, nhờ cái anh xã mà mấy cái cây này nó được phát triển tốt. Cái này chị cũng ươm trong nhà. Nhà đưa vô để đẹp chưa? Không. Không. Nè. Lá sầu này đưa vô để đẹp ngang thấy chưa? Quay đẹp chứ. Cậu cảm ơn em cho quá chừng ớt. Cái này chị trồng chị sắp xếp rồi, ít bữa nữa em để ôm rổ xuống hái nghe chưa. Ok la. Thank you em. Dạ có chị. Cậu cho quá chừng luôn các bạn ơi. Con thỏ nhìn theo Nhung kìa. Đi đâu em? Em đi thăm vườn dâu. Trời ơi cái vườn dâu này chị coi. Cho nó ăn no quá trời mà. Chị coi á. Trời ơi. Ồ, nó tốt vậy. Em trời ơi, em vô đây em đẹp như cô tiên em. Trời ơi. Trời ơi, quá thỏ luôn. Ôi, ngồi ở trong cái này nhìn đẹp ghê em. Cái này mà trời ơi, ngồi vô đây nhìn nhìn cái vườn dâu nó xanh ngát xong rồi nhìn em. Tốt lá, cái chỗ này mà cái nào mà trồng bí ngòi á nó thích lắm. Bự như vậy là chắc là Abian nè, trái này đẹp chứ. Trời ơi, cái này quay trái đẹp chưa. Trời ơi, cái trái đẹp chưa. Thấy chưa, ở ngoài không đẹp bằng ở trong luôn. Ghê không? Đây nữa nè. Công nhận trái dâu vô đẹp vậy không, bữa vậy. Ở đây lại được Abian nè. Em, được Abian. Ồ, đúng rồi. Đây, được Abian luôn. Ở dưới vườn kia mới trái xuống xe kìa. Ở trên này là coi như là nó không chịu rồi. Nó tốt lá không à. Chị nghĩ chắc là đợt sau ra bông á. Là ok. Trời không xong phấn gì hết trơn. Nhìn hai chị em trắng. Trắng quá trời trắng. Cắn cắn cái miệng để cho nó đỏ lên. Đẹp rồi đẹp rồi. Đó thấy chưa. Mình kêu nó đẹp rồi đẹp. Đó, đi tới thăm vườn dâu tây tí, khi nào tới mùa nó ra trái nhiều rồi, hai chị em xuống hái. Tới mùa là lên đu cây mận. Hái mận, hái mận với hái gì đó, blueberry rồi dâu đó, rồi đủ thứ. Ủa gì hái xà lách chị quá trời quá trời. Em về lo cho chồng con đi chứ không hơi trẻ. Chị đi vô cho em bé bú xong rồi chị đi trồng đồ của em tặng kìa. Dạ. Ừ. Chỗ cái môi của chị sao hồng đẹp vậy? Mới cắn ra máu đó mầm em dầm mấy cái là nó đẹp à, bỏ ra coi đó mầm sử bậy cũng làm bó tay.
cái non này mình từ từ. À, cái này đẹp quá chị, cái đỏ này cũng đẹp quá ha, hái đi, hái cho thỏ ăn. Mình ăn không hết. Mấy cái đó trọc trọc là sáng vậy chị hái, chị làm đồ ăn cho mấy đứa nhỏ đó. Để không kịp quay luôn á, trồng mà không kịp quay. Xì lót nó ăn trọc hết trơn. Ôi ghê hết cái mặt xì lót dễ sợ. Mà cái nhà chị Vinh nó giống như ơi Nhung Hà lên cho thỏ ăn rồi giữ vàng ghê bay. Trời ơi, hai con thỏ nào ngoan ghê chị, dễ thương chưa, mở chuồng cái cho cái là ăn lia lịa, thấy thương chưa. Mà chị hồi xưa chị có con thỏ gì móng mắt đỏ đỏ hả? Ừ, bây giờ nuôi thời gian là nó đi hết rồi, nó vô rừng hết, với nó đi hết trơn. Ôi thương ha. Nó tuổi thọ hết nó cũng đâu có đi. Sống hả, sợ nó được không? Được, con màu nâu á em sợ nó chịu. Mày hả? Ừ, hello, dễ thương lắm. Hello, trời ơi mắt đẹp quá chị ơi. Có mấy con thỏ màu trắng thì mắt nó sẽ màu đỏ, còn thỏ đen thì mắt đen. Ừ, nó đang ăn sờ được nè. Ừ, nó dễ thương, nó chịu, nó chịu mình. Trời ơi, mắt nó đẹp ghê luôn á, mắt nó đen mà long lanh luôn á. Trời ơi, mắt Nhung Hà cũng đẹp vậy. Trời ơi, mắt thỏ là ngây thơ, nhìn giống như là người ta nói là như mắt nai hả? À đúng rồi. Ngây đúng thơ rồi. Như mắt nai, nai nó ngơ ngác, nó hiền lành, nó không biết gì. Thỏ nó cũng hiền vậy. Thỏ nó hiền khô chứ. Nhưng mà đừng có đụng tới, nó đang đẻ rồi nó cắn mình á. Ôi dạ. Ừ, nó giữ con. Thì như vậy nó bảo vệ. Ừ, mà đó là cái bản năng làm mẹ bản rồi. Năng rồi. Cái bản năng làm mẹ rồi. Trời ơi, chị mà đi ngang gấu mà có con mà mình đứng ở giữa con sợ nó chị. Ờ ghê quá. Mới toàn gấu sữa. Từ hồi có con gấu bự tới giờ là em cứ chạy mạng em chạy vô nhà. Không đi hái nữa. Em Nhung Hà lên bẻ xà lách cho thỏ ăn đó. Thỏ thanh kiều chưa? Bình thường chị còn cho ăn dâu tay. Tại mình ăn không hết, mình mấy thỏ mà về giường mình là sướng hả? Ừ. Được ăn rau củ thoải mái luôn. Ừ, ganh định xong. Rồi em khóa cửa đi kìa. Nó ăn xong rồi nó uống nước nữa. Nhiều người cứ nói là đừng cho uống nước, uống nước nó đau bụng, mà nó ăn xong là nó đi uống nước à. Thôi em đi về. Em đi về từ nãy giờ mà tạm biệt. Tạm biệt mấy chục lần rồi mà lên xe rồi xuống xe, lên xe xuống xe hoài vậy. Nãy đi chơi á, nói anh thích ăn gì em mua nó ờ. À, anh muốn ăn bánh hamburger. À. À giờ ghé về ghé hamburger ăn. Mua về cho anh xã ăn. Đó, lúc nào đi chơi em hỏi để mua hàng về cho anh bị ông chui. Rồi bye em. Bye. Hẹn mấy bữa nữa lên hái mận nha. Đó. Rồi tạm biệt. Bye bye. Bye. Bye 2-3 lần. Xin chào các bạn. Từ nãy Nhung Hà lên cho ớt quá chừng luôn các bạn, ớt ngọt rồi ớt Thái. Rồi bây giờ mình sẽ trồng một dãy ở phía ngoài á, do là tất cả những cái dâu tây mà mình trồng lộn á các bạn. Dâu tây trắng mà chỉ ra trái mùa thôi á, mà nó yếu quá. Nó không có được nhiều trái đó. Thì mình sẽ bấn nguyên dãy ở đó rồi mình trồng ớt của Nhung Hà tặng xuống ha. Rồi bây giờ đi trồng thôi nha các bạn. Dâu tây trắng này mình có thể trồng ở khu vực mà ở dưới vườn dưới của mình để giữ lại giống, để cho nó đẹp á, giống như thay vì cỏ mọc thì dâu tây mọc. À, nhiều bạn nói cứ trồng vậy đi để cho tự sinh tự dưỡng đó, thì mình trồng để cho tránh cỏ ha, rồi một năm ra trái lần thì mình xuống dưới mình hái cũng được. Bây giờ trồng thì nó yếu quá, cái cây nó nhỏ quá, không đủ sức ra trái. Mình để riêng vô trong cái thùng. Rồi dồn vô một thùng để đi xuống vườn dưới trồng để giữ lại cái giống dâu tây trắng một mùa này. Lâu lâu rồi xuống quay cho các bạn xem. Chứ trái nó cũng đẹp lắm, là do cái này nó hơi nhỏ quá bây giờ là.
không có kịp mùa thì sang năm sẽ kịp. Năm này không kịp mùa rồi, để mình trồng thứ khác vô đây ha. Dâu tây trồng, mình trồng lộn giống nha các bạn, mình trồng dâu tây si khép, mà cái dâu tây trắng một mùa này nó giống si khép quá cho nên mùa đông nó không có trái. Mình bứng đại, mình nhìn cái lá mình bứng đại, mình trồng xong rồi bây giờ dời đi chỗ khác thôi, mình cũng không có bỏ dâu tây đâu. Rồi bên này thì nó có trái, bên này trái xanh xe thì để lại thu hoạch. Trồng 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 thùng ớt. Ớt thì mình trồng 1 thùng 3 cây nha. Thùng 3 cây. Đây, cảm ơn em Dung Hà Cuộc Sống Vùng Núi ở Mỹ cho chị quá nhiều ớt. Thêm cái thùng kia lên luôn. Bơm ớt cũng cực khổ không các bạn, chăm sóc cực lắm. Được cái ớt này cũng toát mồ hôi sôi nước mắt, nhiều thời giờ mới được cái ớt này. Cảm ơn em người ươm hạt ớt, cảm ơn chị quản lý và em chăm sóc cây ớt cho chị, cảm ơn rất nhiều. Trả công ít bữa này em xuống hái ngàm, chị đồng này ít bữa em xuống hái. Biết loại gì cái thấy giống nhau trồng vô một thùng. Ớt cái này là ớt ngọt, ớt chuông dài, ngọt, ngay. Nhanh lắm các bạn, trồng chừng tháng rưỡi là được hái trái rồi.
rất vui vẻ quá các bạn ơi. Trồng đã tay, cảm ơn. Cảm ơn người trồng ớt. Cảm ơn rất nhiều. Người chăm bón, người ươm cây. Vặt bớt cái lá ở dưới để cho phát triển. Mình đã trồng xong một dãy ớt 6 thùng của Nhung Hà, sống vùng núi và chị quản lý của Nhung Hà tặng. Cảm ơn hai chị em rất nhiều. Đã trồng xong rồi, đợi một mùa thu hoạch, bội thu trái. Wow. Đã quá. Còn một mớ ớt chỗ này thì mình sẽ đem đi chỗ khác mình trồng ở trong mấy cái thùng bự rồi mình hái. Rồi đây mà ngắm vườn dâu tây ra trái. Ớt thì đông đưa trái, nó vui lắm các bạn. Quá đẹp luôn. Có nước tự động. Đây là cái vòi nước tự động nhỏ giọt nha các bạn. Vẫn có nhưng mà mình trồng xong là mình phải tưới tay. Rồi cái vòi nước này khi nào mà mình bật mình không có tưới thì mình bật tự động là nước này nó nhỏ giọt ha. Đây, mình khỏi phải ra tốn công tưới nước cho cả vườn. Vườn rộng lắm các bạn ơi. Tưới hết vườn là phải 4-5 tiếng gì đó cho một ngày. Mà mình đặt tự động thì mình đỡ 4-5 tiếng. Hồi trước á, mình mới tới vườn này nè, chưa có đặt nước tự động á, mang cái bụng bầu đi tưới một ngày gần 5 tiếng hồ, sáng 2 tiếng rưỡi, chiều 2 tiếng rưỡi mà chưa hết vườn luôn. Bây giờ thì anh xã đó, anh đặt vòi nước tự động rồi, tự tưới. Mình lâu lâu chỉ ra nhổ cỏ và bón phân, xới đất rồi thôi. Thôi thì hôm nay mình xin cảm ơn các bạn đã xem mình trồng ớt của Nhung Hà Cuộc Sống Vùng Núi ở Mỹ tặng mình. Và chị quản lý tặng, chị quản lý của Nhung Hà, chị Jen đó. Đó, hai chị em tặng ớt. Thì cảm ơn hai chị em rất nhiều. Bây giờ mình xin đi vô nhà để lo cơm nước cho mấy đứa con nó ăn. Rồi mình sẽ hái dâu tây với ớt. Sẽ ra video liên tục cho các bạn xem dâu tây chín rồi nè. Để mình rọi mấy trái dâu tây cho các bạn. Vườn dâu tây xanh ngát, bát ngát. Trái đổ, lông thông. Trái nào trái nấy ngon lắm. Mà bây giờ nắng lên rồi không có mấy con sen nó ăn hết. Cho nên mình không có bao bọc lại, mình chỉ đi lòng vòng thấy mấy cái cỏ như vậy này rồi mình nhổ đi đó. Cỏ này các bạn, cỏ này như làm thuốc hả các bạn? Cỏ này có phải là cây cỏ khỉ không các bạn? Nghe nói mấy cây này làm thuốc không á? Cây này cây gì các bạn ơi? Các bạn phải cây cái gì, cỏ khỉ hay là cây cỏ thủy? Ở bên mình là cỏ trai hả các bạn? Ở bên này thấy nó mọc nhiều lắm. Không biết cây này phải là vị thuốc không ha? Bạn nào biết cây này tốt cho gì, cây này tên gì không? Đó, dâu tây quá chừng. Ô, có trái chín nè. Có trái chín nè. Ô, tí nữa đi vô lấy cái rổ, xách cái rổ đi hái. Quá chừng nè, quá chừng trái nè các bạn. Wow, cái này là vườn dâu tây mới. Vườn dâu tây mới. Năm này là mình mới cấy ngó của mùa đông vừa rồi đó, tháng 9, tháng 10 vừa rồi, năm 2023. Giờ là 2024 mà nó tốt như thế này nè. Trái quá chừng luôn. Cái ngó đó, ngó của nó đó. Nè, trái quá nè các bạn. Ồ, nó ngon quá. Mà bây giờ phải vô lấy rổ, bây giờ đâu có rổ đâu. Hôm nay là cái tập
đi trồng rau, đi trồng ớt của mới cấy dâu năm vừa rồi đây mà giờ trái xum xê các bạn. Mùa vừa rồi là mùa đông giá lạnh 6 tháng trời, nó mới phát triển hồi tháng 6 thôi. À tháng 4, tháng 5, tháng 6 vậy thôi đó, mới phát triển mà nó lớn vèo vậy đó các bạn. Wow, chỗ kia nữa kìa. Đi, chỗ này nè, đỏ hét luôn. Mai thu được không ta? Để chưa gì nè các bạn thấy con dâu này nó trổ chim nó tới nó mổ rồi nè. Nè. Ở đây nè. Dâu này dâu thơm nhỏ. Wow. Thế rồi vô xay sinh tố hay là chấm muối ớt ăn. Rồi. Đây là tỏi. Tỏi mình trồng á. Mùa đông vừa rồi mình trồng chen chút vô đây. Nói chừng tỏi luôn. Cái ngọn xà lách này cho thỏ khoái lắm. Ừ, uống nô uống nằng à. Ngày ra vườn 5 lần thì cho ăn 5 lần. Cứ mỗi lần ra ăn nấm à, chọn xà lách ăn kìa. Ăn ngon quá. Còn đây là cây táo nè các bạn. Cây táo lùng, năm này trái. Nó nhiều mà nó nặng luôn cả cây luôn. Rồi mình đi xuống cái vườn dâu tây cũ á, mình quay cho các bạn xem anh xã anh đang sắp xếp lại đó. Quay cũng sắp chín rồi đây nè, cỡ này là chim nó tới nó ăn rồi đó các bạn. Chút nữa mình vô mình lấy cái đồ bọc á, bọc lại. Được hai mấy trái chứ thôi là không có. Là trái trái lê, năm này trúng mùa các bạn. Chưa có năm nào ra trái, năm này tự nhiên ra mấy trái mà thấy mừng rồi đó. Ở đây nữa nè. Nè, nhìn trái cứ thương ha. À, ở dưới này nữa nè. Đó, có mấy trái thì thấy mừng quá. Đây nữa. Rồi, được trái cũng vui nữa. Mùa đông nè, ở đây là mấy cái chậu ớt mà cỏ không là cỏ. Chỗ kia là cũng là mịt mù cỏ mà anh xã mới làm cho mình đó. Anh xã cực nhọc nè. Lấy mấy cái cỏ đẩy, cắt cỏ rồi đổ trong thùng để làm compost. Đây. Còn cái dãy hồi nãy mình quay mà mình trồng ớt á, là cái dãy mới. À, cái này dâu tay cũ mà trái nhiều lắm. À, đang xuống đây để làm lại rồi bón phân rồi hái nè. Mà chưa kịp bón phân mà trái nó dày đây nè các bạn. Quá chừng luôn. Mấy cái lá khô này mình nhặt đi. Chứ mình thích mấy lá khô lắm các bạn. Nó kêu gọt vẹt á. Nó đáng yêu của mùa hè và mùa thu, nó trộn lẫn. Nè, nhìn trái quá chừng ngon ha. Đó, quá chừng luôn. Đây nữa nè, toàn trái bự không hả các bạn. Đi khoe dâu tay trong vườn thôi đã mát mắt rồi. Không biết tới ngày mai mình có được hái không á. Nghi quá à. Ngày mai chắc chim ăn quá. Bây giờ mình quay trước đi. Rồi đi vô nhà kịp là xách rổ ra hái liền. Ra hái liền. Wow, dâu tay ngon quá. Nè, nhìn hai trái nè. Trời, muốn bứt trái ăn quá các bạn ơi. Ăn đi ha. Cả mùa chưa được ăn trái, mình ăn trái đi. Đây các bạn ơi, ngồi bên cạnh cái vườn dâu tây bát ngát. Anh xã mới dọn dẹp cho mình đó. Bát ngát luôn, đẹp lắm, nhiều trái. Mà ăn được trái coi như là ngọt ngào thấm vô tới lưỡi. Nó chua chua ngọt ngọt mà nó thơm. Cái mùi dâu tây mới ở vườn của đầu mùa đó đã. Ăn trái đáng trái.
quá ngon. Rồi cái số này là chưa bón phân nha các bạn. Phân cũ năm ngoái chắc nó còn đọng lại cho nên nó mới ra trái nhiều vậy. Đó, thì giờ thì mình nhặt lá khô rồi đi. Rồi mình bón thêm phân organic rồi mình tưới nước rồi trái nó bự lên. Rất mệt luôn á. Anh xã sắp ngay hàng thẳng lối, dâu tay đông đưa. Bữa nay là trải cái tấm bạc này xuống đó, là cỏ nó khỏi có mọc lên nữa. Rồi mình sẽ chăm sóc, nhổ cỏ bón phân lại số lượng dâu tay của năm ngoái này. Rồi cứ ra hái thôi. Tiết đổ thì thôi. Nè, trái quá chừng. Đây nè, trái nhiều. Nhiều ơi là nhiều luôn. Trái nữa nè, ngon chưa? Trái này ngon nha. Rồi thôi mình đi vô nhà đây các bạn. Quay cho các bạn xem cái vườn dưới. Vườn dưới nè, táo lùng nè các bạn. Trái này bự chưa? Đó, trái này bự rồi nè. Trái quá chừng. Wow, năm này đậu trái nhiều. Cây nào cũng đậu trái mà mình chưa ra làm cỏ các bạn. Cỏ còn nhiều quá. Làm việc là cứ rảnh là mình ra vườn, rảnh là ra vườn vậy mà chưa có kịp đó các bạn. Chưa giữ gì vào đâu hết mà trồng rất là nhiều rồi nhưng mà chưa xong. Những cây giống mình ươm chưa xong. Cây táo nè, mình có 4-5 cây táo lùng mà trái đều là xum xê giống vậy trời. Nhìn thích ha. Nhìn mê quá chừng. Quanh cây táo nè. Wow, wow, thích quá các bạn ơi. Trồng cây cuộc đời vui vẻ gì đâu. Wow, trời sắp chiều tối rồi đó các bạn. Dựa qua ra trái quá chừng luôn rồi các bạn. Năm này là khỏi phải chê làm sao mà táo mất mùa nha. Táo năm này là trúng mùa mà giống như là nó đổ vô trong cái cây vậy đó. Nhìn đã chưa đó. Ra chùm chùm chùm. Chim hót líu lo. Khu vườn thần tiên. Bây giờ cũng là thành công một dãy Việt Quốc ở dưới nè. Anh xã trồng nè. Trái nhiều ơi là nhiều luôn. Đó, cả vườn luôn đó chứ. Nghe chim hót hay không các bạn? Chỗ kia là chuồng gà mà bây giờ không có nuôi nữa. Thời gian sau mình sẽ phá rồi mình trồng rau củ. Mình nuôi gà, mình nghe cái mùi phân gà đó mình chịu không nổi các bạn ơi. Đó, vườn Việt Quốc. Nhìn xuống là đây là một vườn Việt Quốc ha. Đó, xuống tha hồ hái. Nè, mình zoom cho các bạn cái trái của nó. Trái nhiều chưa? Đó các bạn. Để lấy lưới á, mình rào lên để mình chống chim nó khỏi bu tới. Nó ăn một đêm là hết trơn luôn. Còn xuống dưới là táo, đào, lê, mận. Nhìn xuống vườn á, ở trên này là dâu tây. Đó, dâu tây ở đây thì chưa có kịp chăm sóc. Rồi từ từ ngày mai mình sẽ ra chăm sóc dâu tó hái à. Rồi, khu vườn thần tiên. Từ từ. Đây là những cây nho chuỗi ngọc này các bạn. Bắt đầu sắp chín rồi nè. Đó, nó trong trong mà nó trắng trắng nè. Nó trong lên là nó có cái vân ở giữa cái trái đó. Là nó bắt đầu chín. Ở đây nè, trái chùm chùm chùm. Mấy ngày hôm nay mưa, bây giờ trời nắng là trái cây nó mau chín lắm. Đó, mình trồng được 3 cây, 4 cây. Ở trong vườn cũng nhiều lắm á, cả 6-7 cây nhưng mà mỗi khu vực lại một ít. Rồi, hẹn các bạn video chín rồi nè các bạn. Vài bữa nữa là cái chuỗi ngọc đỏ này nó chín đây nè, có anh trái này. Rồi rớt rồi. Màu đỏ thì xuất sắc, màu rất là thích luôn. Mình quay lại những cây cà chua mà bữa hôm mình trồng cho các bạn xem đó. Bây giờ rất là tốt, ra bông chùm chùm nè, ra bông ha. Đây này cũng đang ra bông này. Đó, nguyên một dãy dài cà chua. Còn ở sau là cái súp lơ màu tím đó, màu vàng, màu tím, màu xanh đó. Bây giờ đang tươi tốt, chuẩn bị nó đang ra ra cái bông đó để mình hái đó. Đây là còn mấy cây măng tây, mấy cây măng tây của mình ha. Còn súp lơ luôn.
chỗ kia là một bụi rau húng lủi rất là thơm ngon, đụng vô một cái là nó thơm thơm ngát luôn. Chỗ này dâu tay chín nhiều quá. Nó nhiều quá các bạn. Lại là trời tối rồi sao hái, đi vô hái nghe. Nó chín dễ thương chưa, đẹp chưa. Chắc tối này ra ba bọc là ngày mai hái, chứ bây giờ trời lại tối rồi lại không kịp hái, xong biết ăn sao. Trên này nó nè, trời ơi nó chín nè các bạn ơi. Đã chưa, trời nó chín nè, thương chưa. Cái trái nó đã thiệt đó các bạn, nhìn cái trái này nó sáng rực luôn, màu sắc thiệt là đã luôn. Ngon hả, ngon quá. Bự quá, đây nữa nè, nhiều quá các bạn. Tạm biệt các bạn rồi mà bây giờ quay cái cây táo này các bạn, nâng nhẹ nhẹ lên và đưa xuống cũng nhẹ nhẹ, tại vì táo nó nhiều quá đó, xong rồi nó nặng nó muốn gãy cành. Trên này cũng cành, cành trên cành dưới đều là trái. Thấy các bạn, táo này nó ra chùm, rủ bạn bè tới mà khi táo sắp chín nó chấm muối ớt ăn. Mấy cây Việt Quốc mình trồng trong thùng cũng trái đổ luôn nè, năm nay trái nè, thương ha. Đó, khi nào nó chín nó mới đẹp. Bí ngòi bây giờ cũng sắp được thu rồi, sắp được thu rồi, trái nè, có trái luôn. Rồi khi nào mình sẽ thu hoạch cho các bạn xem luôn. Rồi bây giờ thì mình xin tạm biệt các bạn thiệt đây, xin chúc quý bà con cô bác các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe. Tạm biệt.